Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Chào các bạn. Sáng sớm ngày hôm nay mình mới mở mắt ra đã thấy kênh hơn 9,7 triệu lượt đăng ký rồi. Với cái tình hình này khoảng hơn 2 tháng nữa thôi mình đã chinh phục được nút kim cương rồi đó các bạn. Vì bữa nay mình quay clip ăn mừng đi mày. Đợi tới lúc kênh 10 triệu sub một cái mình up cái clip này lên là vừa đó. Đúng rồi. Ăn mừng. Bây giờ mình làm clip ăn mừng như vậy nè. Mua nguyên con cá sấu chả bá vậy. Xỏ cái cây nhang nướng ăn. Em thấy mấy YouTuber khác hay làm vậy lắm anh Vinh. Ngon. Anh thấy cái miệng mình ăn ngon không có bao nhiêu mà cái thân xác mình mang nghiệp nặng quá em á. Cái tương ôm nhách ôm nhờm không lo làm ăn, tao ngại ăn nhậu. Ê, nãy giờ tao chưa có nhắc tới chuyện nhậu luôn á mày. Em nói trước vậy thôi, chứ giờ có thịt cá sấu làm mồi sẵn rồi, không lẽ anh không mua bia về nhậu hả? Đúng rồi. Dạ. Ê, mày nói xấu tao phải không? Tao mệt hàng bay quá. Đâu phải lúc nào kênh Vinh cũng đạt được cái sự kiện đặc biệt vậy không? Thay vì ở nhà ăn mừng á thì mình đi du lịch đi, đi xa cho nó mở mang đầu óc ra. Đúng rồi, mình biết nhiều hơn á. Trời ơi, tối ngày ở nhà mình biết cái gì. Anh Quang nói đúng. Nói vậy. Anh nói được rồi, cái tay anh vỗ vô đầu em là có ý gì? Quên. Thôi đi du lịch đi. Đi du lịch đi mày. Đi du lịch lòng vòng ở Việt Nam này hả? Có vấn đề gì hả? Không có mà. Việt Nam này nhỏ quá. Trời ơi. Anh đi du lịch thế giới. Anh Vinh, đi du lịch ở mấy nước phát triển á, như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, nghe. Muốn đi mấy cái nước đó là mày phải xin visa. Mà mấy cái giấy tờ này phải ít nhất nửa tháng tới một tháng người ta mới làm xong. Mình nhắm đợi được không? Thì mình cũng phải chịu thôi. Muốn đi du lịch nước ngoài á là phải làm visa đi mới được. Khỏi. Anh biết một số quốc gia có thể đi du lịch mà không cần phải làm visa. Cam, Malay. Cam là nước gì? Ấy đó ngu không? Nè, nghe cái chữ cam chưa? Đó là một cái quốc gia bán trái cây mà đặc sản của nó là gì? Cam. Đúng rồi đó. Campuchia. Mà Vinh ơi, còn Malay nào giờ em có nghe là ma tí nè, rồi ma da, ma chó, ma gừng. Malay là vậy? Malaysia đó cha. Trời ơi. Giờ còn nước nào không cần xin visa nữa không? Nhiều lắm. Philippines nè, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Singapore. Singapore. Đi Singapore đi. Đi Thái Lan đi anh Vinh. Em tính Thái Lan. Tụi mình là đi ké, phải biết điều chứ. Mỗi thằng đi chỗ vậy rồi ai đi với tụi bay cho nổi hả? Đâu có sao đâu, không có cần biết điều. Ủa, rồi giờ đi đâu? Thích đi đâu tao đi đó. Đi Thái Lan đúng không? Đúng rồi. Dành cho em 3 ngày đi Thái. Đã. Singapore gì? Đúng rồi. Dành cho mày 6 ngày đi Singapore. Ủa, đi du lịch rồi mặc cái đồ này đi hả? Chứ không biết về nhà chuẩn bị bỏ đồ vô vali rồi đi hả? Trời ơi mấy này chạy. Về nhà xõn đồ lẹ. Cái chuyến đi du lịch nước ngoài lần này nè, anh tính mặc đồ gì vậy anh Quang? Áo thùng ba lỗ chứ gì mày. Mấy em gái nước ngoài khoái mấy thanh niên cơ bắp lắm. Vậy hả? Để em bắt trước nha. Anh có cơ đồ khỏe. Nè gà thầy, đi cản đường mày. Mày thích Singapore lắm hả cô Tí? Ừ. Bình thường ở nhà mày ở dơ lắm mà sao mày thích đi du lịch cái nước sạch nhất thế giới vậy? Ừ anh ta. Cái gì lẹ nè. À, đi du lịch khoảng nửa tháng, chuẩn bị khoảng 10 bộ đồ thôi. Sắp được đi du lịch rồi. Ủa, cái vali của Tí đâu? Em bỏ chung đồ vô vali của anh Phong rồi. Đúng cho gọn đồ hả? Anh 20 bộ trong này nè. Vậy hả? Em đã chuẩn bị mấy cái áo vest luôn. Anh Vinh vô kìa. Anh Vinh dạ. Mày. Anh em chuẩn bị xong quần áo rồi phải không? Đâu rồi. Trời ơi. Cái gì kìa? Anh đi du lịch mà không mang giày đẹp, mang đôi dép thi gớm vậy? Mang đôi dép này thôi, ở nhà luôn đi chứ đi đâu nữa. Ừ. Đúng rồi, tao ở nhà mà. Vậy chuẩn bị đồ xong ở nhà vậy? Vậy là anh em không có hiểu ý anh Vinh rồi. Sao? Hãy anh cầm máy quay đi không? Anh đang cho anh em mình đó mà. Đâu đâu có cho anh đâu, này ở nhà thiệt mà. Dạ. Ủa gì vậy? Thôi đừng có gáp. Tháng tới
tụi mình đi du lịch rồi ăn mừng nút kim cương vẫn được vậy. Còn ngày hôm nay tao có công chuyện đột xuất rồi, anh em thông cảm đi, đi về nhà đi. Tháng tới rồi tụi mình đi. Thôi tháng tới lâu lắm. Thôi tháng tới đi. Sống vợ sẵn đầu nôn chết luôn rồi, ở nhà rồi trời. Tháng sau tao cho nó đi một mình luôn đi, tao không có đi. Trời ơi. Giờ đi về đi, chơi đi. Về cái gì gì? Mình phải ở lại đây để tìm hiểu nguyên nhân tại sao ông bỏ anh em mình ở nhà. Đúng rồi, tao tức ông dữ lắm rồi đó. Ngưng chân, buông chân, buông chân. Rồi, đẩy lên, rồi đập tới. Sao mày không sủa luôn đi, cho giống. Thì ra ông quỷ kêu dẫn anh em mình đi du lịch là để ông ở đây chơi với bọn bon trời. Tết năm nay là anh 30 tuổi rồi đó anh Phong. Không lẽ anh đi săn si với đứa nít hơn 3 tuổi hả? Mà nhìn kỹ mặt bọn bon thấy ghét thiệt chứ. Tao thấy mày mới săn si hơn tao đó. À, bây giờ mình không đi du lịch thì đi về đi chứ núp ở đây làm gì trời. Về vậy? Ông không dẫn anh em mình đi du lịch á thì tụi mình ở đây phá hai cha con ổng. Mày rảnh nữa, ở đây phá đi, anh đi về nghỉ ngơi à. Ê, ngồi này trời. Không sao, anh Quang đi về còn hai anh em mình ở đây phá ổng rồi Phong ơi. Thôi, đi về luôn. Chán chưa? Chạy xe chán chưa? Chán rồi. Chán rồi không? Chán rồi thôi, ẵm vô chổng dạy con điểm số từ 1 tới 10 bằng tiếng Anh nha. Hả? Chịu không? Dạ chịu. Nó lớn lên chịu không? Dạ chịu. Con chơi lái xe ngoài sân đã rồi đúng không? Dạ. Bây giờ là tới giờ học. Con điếm cho cha từ 1 tới 10 bằng tiếng Anh coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trời ơi, đúng là con gái của cha. Bữa nay là biết đọc từ 1 tới 10. Ngày mai cha dạy con từ 11 cho tới 100. Tiếp theo cha sẽ ôn tập để cho con những cái con động vật mà ngày hôm qua cha đã dạy con tiếng Anh rồi đó. Đầu tiên, con này là con gì nè? Con voi. Con voi tiếng Anh nó như thế nào? Đọc sao? Elephant. Trời ơi, đúng là con gái của cha dạy ngang cái hiểu liền. Tiếp theo, con này là con lion. Very good. Đấy, con này con gì? Con heo tiếng Anh đọc làm sao con? Đó, đúng rồi. Hay quá. Con này hơi khó đọc nè. Con này con gì? Fish. Very good. Tiếp theo, tới con này đi, con này khó đọc dữ nữa. Con này là con gì? Hươu cao cổ. Hươu cao cổ tiếng Anh đọc làm sao? Giraffe. Giraffe. Very good. Cho một bọc bánh đi cameraman. Thằng này cuối tháng trừ lương mày. Tết này khỏi cho mày tiền thưởng luôn. Mày nhớ cái mặt mày nha. Ăn bánh đi con. Rồi không biết lột hả? Ăn là phải tự lột, cha không có lột giùm cho con đâu. Con biết lột. Ừ, con biết lọt thì con tự lọt đi. Hũ cơm. Tấm thớt. Bới cơm cho con ăn nha. Chưa ăn nữa nó hắt xì rồi trời. Đó, lửa cháy đi. Cháy rồi. Châm vô cái bếp cồn. Cháy
cháy rồi. Để cái bếp lên. Chị sẽ làm thịt beef steak cho con ăn. Ngon quá. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn rồi bồng con ơi. Tới giờ ăn thịt bò rồi. Há không bự ra. Ngon không con? Dạ mặn. Mặn lắm hả? Dạ. Rồi con có muốn ăn nữa không? Không. Con ơi, ăn cơm nè con. Ngon con. Dạ ngon. Lại đây. Lại đây. Đeo cho con cái mắt kính. Rồi, con đi làm vòng chơi đi nha. Đi đi. Nó đi chơi thì mình mới có thể tâm sự và chia sẻ với các bạn được. Thì không giấu gì mọi người, phần lớn các bạn sẽ thắc mắc là sao đâu mà không thấy anh Vinh quay phim chung với vợ con, hay là quay phim cùng với cha mẹ gì con? Cha mở phim. Mở phim con coi, vừa coi phim vừa ăn cơm á hả? Dạ. Không được, con ăn hết cơm đi. Con coi phim á là cái não con chỉ tập trung coi phim để hiểu thôi. Còn cái dạ dày của mình á, nó sẽ không có hỗ trợ mình tiêu hóa thức ăn được. Con sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa, biết không con? Dạ. Nhớ nha, ăn cơm hết đi rồi cha mở phim cho con coi ha. Rồi con chơi cái này đi nha, chơi cái này đi, cất cái này đi đi. Nói tới đây sẽ có nhiều bạn thắc mắc là ủa anh Vinh nói không dám công khai người thân này nọ lên mạng vậy, tại sao clip này anh lại quay phim với bồng bon? Theo nghiên cứu khoa học thì trong cuộc đời của mỗi con người, cái độ tuổi là từ 5 cho tới 7 tuổi á, thì đứa con nít nó sẽ sống trong cái thế giới quan của cha và mẹ. Cho nên thời điểm này mình thường phải dành nhiều thời gian cho bé nó. Để em thôi sau này mà nó lớn lên tầm 8-9 tuổi thôi là nó sẽ có một cái cuộc sống của nó sẽ tách biệt dần dần khỏi cha với mẹ. Cho nên thời gian này mình phải tranh thủ quay phim nó, để sau này lỡ như bồng bôn nó có trưởng thành hoặc là anh Vinh có về già thì mình cũng có cái đó mà xem lại kỷ niệm. Cái gì vậy con, thèm thịt gà hay sao? Thèm thịt gà đúng không? Cho xé cho con miếng nha. Bởi vậy thấy không? Quay phim chung với mấy đứa con nít nó vậy đó, không có diễn xuất gì được hết. Nó muốn làm cái gì là nó làm à. Đang quay phim á, muốn nói cái gì nó nói, nó muốn liếc qua camera thì nó liếc. Nó không có biết diễn gì hết trơn á. Nó đang nói chuyện rồi nó ăn thịt gà thấy tỉnh bơ không? Con nghe không? Dạ nghe. Đó, trời ơi, cái công sức của tôi. Mới hồi tháng trước thôi, nó nói chuyện ví dụ như hỏi nó gà ngon không con? Ngon. Gà ngon, nó không có biết nói chữ dạ. Mỗi ngày phải nhắc nó cả 100 lần các bạn. Mình phải kiên nhẫn mình mới dạy được đứa nít nha. Cha nói đúng không con? Dạ đúng. Con có thương cha không? Dạ hơn. Thương nhiều hơn hay thương ít? Thương ít. À, dạ. Cái gì vậy? Thương nhiều không con? Dạ. Dạ nhiều, dạ nhiều. Dạ nhiều. Nó lớn rồi, nó lớn lên. Thương nhiều không con? Dạ nhiều. Trời ơi, đúng rồi. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 4 tuổi. Có đứa gái gì ngon lành rồi. Cái vấn đề còn lại là con học giỏi hơn cha, nghe không con? Dạ. Trời, con học giỏi hơn cha rồi, lại cha sống cuộc đời khỏe luôn luôn, cha đâu có cần phải tằn tảo sớm hơn kiếm tiền để sau này cho con sống làm gì. Con giỏi hơn cha, con làm tiền nhiều hơn cha rồi, cần gì con phải cần tới tài sản của cha đúng không con? Dạ. Hồi nãy tới giờ cha tâm sự với bồng bon đó, bồng bon có hiểu không con? Không.
Thôi ăn cơm lẹ rồi vô ngủ nha con. Nè, ầm con, ầm vô. Giỏi. Sớm tinh mơ mẹ ra chờ đi ngắm cây đào, chọn bánh trưng xanh cùng với quần áo mới thay vào. Nhưng cho mình hỏi một câu, bọn bón ăn kem gì con? Ăn kem cò vồng. Trời, cho bé một ly kem cò vồng đi em. Bữa nay ông không dẫn tao đi du lịch đó, là tao tức ông dữ lắm rồi đó. Đang nóng phải không? Ừ. Uống nước để cho hao quả. Ăn kem giỏi đi, cái cho con tô tượng ha. Dạ. Trời ơi, giỏi quá. Thấy Tết này cho trang trí quán mèo ngố đẹp không? Dạ, đẹp. Ê, anh Vinh, bữa nay anh tới quán mèo ngố làm gì vậy? Còn món, xuống đi chơi nè, chú có kẹo nè. Này, xuống đây nè, lại ngồi chú tí nè. Khỏi đi. Con lại đây con ngồi ghế nè, đợi kem ra nha. Đó, trai ra ngoài lựa bức tượng nhỏ nhỏ vô cho con tô nha con. Dạ. Trời ơi, giỏi quá, con biết tô tượng không? Dạ, biết. Đợi cho anh chút xíu nha. Anh Phong, dạ. Anh kêu bọn bọn lại chơi mà nó không chịu lại luôn kìa. Mất mệt hai cha con này thiệt chứ. Trời nóng nực mà cho nhỏ mặc bộ đồ kìa. Sao giờ nhìn mặt bồng bồng nó cười á, em thấy ghét thiệt chứ. Mẹ nóng đúng không? Uống nước đi cho hạ nhiệt. Tao cũng uống miếng. Nước này ngon thiệt không vậy? Mà nãy nó đòi là nước gì vậy? Đây là nước ép chanh dây đặc sản của quán mèo ngố đó. Vậy hả? Ừ. Ngon thiệt. Hết luôn rồi. Đã quá. Gửi kem nha, ăn ngon nha. Thấy Tết này mèo ngố trang trí đẹp không các bạn? Thì nhớ là vào ngày thứ tư tối 28 âm lịch 6 giờ tới 8 giờ tối thì team Tony sẽ có mặt tại quán mèo ngố để giao lưu chụp hình, đồng thời là đưa ra một số câu hỏi để các bạn trả lời nhận quà nha. Trời. Ừ. Tôi tưởng đẹp không? Để cho coi một cái thôi. Coi bức tượng nó to thấy gớm luôn. Đấy công chuyện con mồm ngon rồi. Chuẩn bị nghe ổng chửi nè. Đẹp lắm con gái. Xin lỗi. Hỏi đi, bọn bon vẽ đẹp rồi, con không có cần phải học vẽ nữa đâu. Bước xuống ở đây chào tạm biệt mọi người nè. Clip này dài lắm rồi đó. Lại đây. Rồi bây giờ cha Vinh nói cái gì bồng bon sẽ nói theo cái đó nha. Bồng bon nhìn vô đâu? Bồng bon nhìn vô đây nha. Rồi chúc mọi người năm mới. Chúc mọi người năm mới. Dồi dào sức khỏe. Dồi dào sức khỏe. An khang thịnh vượng. An khang thịnh vượng. Giỏi. Mấy anh chị đăng ký kênh. À, bấm chuông thông báo. Bấm chuông thông báo. Để ủng hộ cha con. Để ủng hộ cha con. Trời ơi, đúng là có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo. Tạm biệt mọi người đi con. 1, 2, 3, bye bye. Hẹn gặp mọi người ở vlog tiếp theo nha. Bye mọi người. À không phải. À, con Lân này á là nó muốn lấy cái bao lì xì của anh. Ừ. Thôi. Không có hả? Hay ta. Nhảy lên. Trời. Mẹ lên.